Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình gặp phá cái đầu tiên nha. Subway Surfer. Let's go. Ok, let's go. Okay, let's go. Thank you.
Let's go. Oh my gosh. Ok, không sao. Đánh hộp này nào. Wow, wow, chết rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Scary Teacher vào đây. Let's go. Submit Teacher, ok. Và ta looks bơm like I'm all set to give chứng. My students a very special Easter surprise this year. Chắc để cho trứng to hơn. Mình sẽ vào nhà khoa trước. Về. Một con dao trổ. Và một cuộn băng dính. Let's go. Reveal will blow everyone's mind at the party tonight. Oh. Oh, không có được xuống nước. Prepare to be amazed. What is this? Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba. Slenderina Zosella. Let's go. Đây như là một mê cung, một tựa game ma. Và các bạn đang ở trong một mê cung. Và bây giờ các bạn phải đi tìm 8 quyển sách. Wow. Oh my gosh. Oh man. Nếu mà con ma đó nó chạm vào các bạn thì các bạn sẽ bị ngất trong vòng 5 giây. Oh my gosh. Cụt luôn. Quyển sách thứ hai. Cái này cũng cụt luôn rồi. Ồ, nhưng lại có một chiếc chìa khóa. Xuất hiện rất là hiểm hiểm luôn.
Đó, các bạn cứ đi xung quanh và mở hết tất cả các cửa phòng, sau đó thì tìm 8 quyển sách là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi nơi này. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tình huống tiếp theo. Baron Smith. Let's go. Ok, thêm một chiếc chìa khóa nữa là cái đó sẽ hoạt động. Đây rồi. Một tấm gỗ. Where are you, little mouse? Rồi, mình sẽ để cái này ra. What was that? Where are you, little mouse? Let's go. Ui, ở trong này thì có một găng tay. Rồi, let's go. Khẩu súng này thì mình sẽ chuẩn bị một viên đạn trước. Đây chiếc chìa khóa này mở một cái ngăn kéo mà ông ta đã khóa vào.
Trong bàn kéo này thì có một đoạn dây. Ok. Let's go. Let's go. Thế đây cơ mà. Ra đây đã. Ok, let's go. Giờ mình sẽ gọi ông bác sĩ. Hey, I'm close here. Come see me at the farm. Ta sẽ ngất trong vòng 2 phút, cho nên các bạn không phải sợ. Thời gian thoải mái luôn. I want one. Mr. Meat is a beast. I saw what he did to Rebecca. I ran out of fear. Now with your help, I help her. Bring me the girl. Well, the little pig. 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 Yes. Yes. Apples. Yes. That's it. That's it. Is another bit of that. No. Very well. Come here, little pig. Drink this. It will help. Drink it. Drink it all. Yes. Yes. What? Am I transforming again?
Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ 5, Escape Matter. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Dark Ice Cream Slay Ball. Đây. Chiếc xe này đâm vào ngay cây, sau đó thì hỏng xe rồi. Chiếc xe đã bị hỏng. Oh my gosh. Bắt đầu đi vào trong sâu đây. Xong có gì không? Đây có một cái chấm đỏ. Nhặt lên nào. Đặt luôn vào đây. Ok. Không biết là cái gì. Trần thì không lẽ nào trèo ở bên trong được. Từ này không có gì. Không đạt được. Mình sẽ vòng ra sau. Đây rồi, đây có một chấm đỏ.
Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Slender High Free. Ok, tựa game này thì các bạn phải đi truy tìm 7 con ma. Và nó sẽ loanh quanh luẩn quẩn trong cái map này. Đây là một tòa lâu đài rất là to và uy nghi. Khi gặp con ma thì đó thì các bạn phải chụp ảnh nhanh. Sau đó thì khi được con đầu tiên thì nó sẽ xuất hiện con thứ hai. Và các bạn sẽ phải đi tìm. Đây rồi. Không biết ở đây có phải là trên tầng 2 không? Khéo vớ vẩn ở trên tầng 2 rồi. Cho mày xem. Đây rồi. Con đầu tiên. Let's go. Vẫn chưa gặp Slenderman. Ông ta chắc loanh quanh luẩn quẩn trong đây thôi. Chuẩn bị gặp một con nữa. Let's go. Wow, đi nhanh thế nhở. Đây, đường bên này. Biết chuẩn không? Còn thứ hai, đó các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 7 con ma và các bạn sẽ thoát khỏi lời này. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Mr. Dogs Win Game. Let's go. Anh chàng này đang chạy khỏi ông béo ụ này. Nhưng mà ông ta chắc chắn sẽ bắt mất rồi. Police. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm một chùm chìa khóa. Không biết chùm chìa khóa nào đâu. Đây rồi. Lock switch. Mình sẽ mở cánh cửa này ra. Lại cần một chiếc chìa khóa màu xanh. Các bạn mới đi tìm cả chiếc chìa khóa màu xanh chắc ở trên kia rồi. Ở đây thì có một cái gì. Ok, let's go. Chui xuống đây nào. Đi thẳng vào trong. Lên trên này luôn. Let's go. Đây là một chiếc tô vít. Mình đang thoát ở ngoài rồi.
Ôi, wow, trong này có một con chó. Oh my gosh, một con chó chết rồi. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.